bà trùm showbiz Hồng Kông chia tài sản cho con dâu Quách Bích Đình. Bà Trần Lam khẳng định luôn tôn trọng con dâu và phân chia tài sản để bảo vệ lợi ích của nữ diễn viên Quách Bích Đình. Ngày 3 tháng 1, trang 163 đưa tin bà Trần Lam hiện tại tham gia sàn thương mại điện tử trong các buổi live stream. Bà trùm showbiz Hồng Kông chia sẻ về cuộc sống riêng của gia đình. Trong đó, bà Trần Lam khẳng định mối quan hệ với con dâu Quách Bích Đình luôn tốt đẹp và bà tôn trọng người đẹp Đài Loan khi muốn gặp các cháu. Bà đều hỏi ý kiến của nữ diễn viên. Các cháu đang ở với mẹ tại Đài Loan, khi muốn gọi video cho bọn trẻ, tôi phải hỏi trước Bích Đình rằng chúng có thuận tiện nói chuyện không. Nếu như tụi nhỏ đang ngủ hoặc học bài, con dâu không muốn cho gặp tôi cũng rất tôn trọng ý kiến của Bích Đình, bà Trần Lam chia sẻ. Bên cạnh đó, bà Trần Lam tiết lộ gia sản mà vợ chồng ông bà kinh doanh nhiều năm đã được phân chia làm 3 phần. Phần lớn sẽ thuộc về các cháu, một phần chia cho hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu. Một phần khác sẽ thuộc về vợ chồng Quách Bích Đình. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của con dâu Quách Bích Đình, đồng thời cũng để con trai hành động đúng đắn, bà Trần Lam ra điều kiện. Nếu Hướng Tả làm điều có lỗi với con dâu, Quách Bích Đình sẽ có quyền quyết định với phần tài sản này. Theo quy quy, bà Trần Lam hiểu con trai Hướng Tả là người trăng hoa. Hồi tháng 7, nam diễn viên vướng tin ngoại tình với một người phụ nữ khi đi công tác ở Bắc Kinh. Trước đó, bà Trần Lam chia sẻ đã lập quỹ tín thác cho con trai và con dâu khi cả hai kết hôn. Gia đình tôi có làm quỹ tín thác cho con trai và con dâu từ sớm. Đây sẽ là khoản tiền đủ để đảm bảo cuộc sống cho các con. Con trai tôi cũng đã độc lập kinh tế từ lâu rồi, không cần gia đình phải nuôi sống. Ngoài ra, theo chia sẻ trước đó của vợ ông trùm Hướng Hoa Cường, hai vợ chồng trẻ sau khi kết hôn độc lập về tài sản, tiền ai nấy giữ. Tiền chi tiêu trong gia đình sẽ đưa vào một tài khoản chung. Tuy nhiên, bà Trầm Lam tỏ ra rộng rãi với con dâu khi liên tiếp tặng biệt thự, trang sức quý hiếm mỗi khi Quách Bích Đình sinh cháu nội. Theo quy quy, vợ chồng Hướng Hoa Cường, Trần Lam không chỉ có địa vị cao trong làng giải trí mà còn sở hữu công ty sản xuất phim China Star Group. Họ sở hữu khối tài sản khổng lồ khi phát hành các tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát. Ngoài ra, ở tuổi 64, bà Trần Lam còn tham gia livestream bán hàng. Buổi phát sóng trực tuyến đầu tiên của bà thu về tới 100 triệu người xem. Bà Trần Lam từng bị chê là không chịu thử đồ ăn hay dùng các món hàng bình dân. Tuy nhiên, sau đó bà đã sửa sai, tỏ ra thân thiện hơn trong các buổi livestream tiếp theo.